Ngô Hoàng Thịnh hối hận có muộn màng cho giọt nước mắt của Hùng Dũng. Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, người khiến Đỗ Hùng Dũng phải nhập viện vì chấn thương nặng trong trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC tối ngày 23 tháng 3 vừa bị sửa thông tin cá nhân trên trang Wikipedia với những bình luận ác ý. Cụ thể, ở phần đầu giới thiệu về Ngô Hoàng Thịnh được mô tả với những cụm từ như thợ săn ống đồng và cầu thủ sở hữu lối chơi thô bạo bậc nhất. Chưa dừng lại, một số phiên bản chỉnh sửa trước đó cũng có những lời lẽ xúc phạm tới tiền vệ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần lịch sử chỉnh sửa của trang Wikipedia Ngô Hoàng Thịnh, thông tin giới thiệu đã được người hâm mộ chỉnh sửa rất nhiều lần chỉ trong khoảng 30 phút sau khi vụ việc xảy ra. Được biết, đội ngũ biên tập viên của Wikipedia đã phải chỉnh lại liên tục trước rất đông thông tin xúc phạm được người dùng mạng cập nhật. Hành vi chỉnh sửa trang Wikipedia của một cầu thủ nào đó cũng không hiếm gặp mỗi khi cầu thủ mắc lỗi trên sân. Các thông tin sai sự thật này sau đó sẽ rất nhanh được đội ngũ tình nguyện viên của Wikipedia chỉnh sửa lại. Tháng 11 năm 2020, trang của tiền vệ Nguyễn Quang Hải từng bị sửa để chế nhạo chuyện tình cảm của anh. Trang Wikipedia của đội tuyển Thái Lan cũng bị chỉnh sửa phản cảm. Dưới tên gọi bằng tiếng Thái, thay cho biệt danh Voi Chiến là dòng chữ Thu Việt Nam ngày 19 tháng 11 năm 2019. Phần huấn luyện viên cũng bị phá hoại thành Nishino Akira gáy to, như đã đưa tin. Sau pha vào bóng ác ý của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, câu lạc bộ Hà Nội liên tục ôm mặt đau đớn khóc trên băng ca của xe cứu thương. Dù bên cạnh là huấn luyện viên Park Hang-seo liên tục dặn dò nhân viên y tế chăm sóc cẩn thận cho cậu học trò trên đường đến bệnh viện, ngay khi ông thầy người Hàn Quốc quay trở lại khán đài, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh cũng đã kịp leo lên xe cứu thương để trực tiếp xin lỗi người đồng nghiệp bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Hoàng Thịnh hối hận, hay ho gì ba thứ đá như thế, tôi ham bóng trong tình huống ấy và lao lên. Cay đắng thay, Hùng Dũng bị gãy chân, Ngô Hoàng Thịnh nghẹn ngào, giờ ai nói sao cũng được, mắng chỉ trích tôi cũng được, mọi chuyện đã xảy ra theo cách mà chẳng ai mong muốn. Dũng và tôi thật sự thân nhau, giờ cậu ấy bị như thế vì tôi, quả thực Dũng đau một thì tôi đau người. Tôi rụng rời khi thấy Hùng Dũng nằm sân lúc ấy, tôi thật sự muốn gửi lời xin lỗi vì đã làm Hùng Dũng bị gãy chân. Tôi mong người bị là tôi chứ không phải Hùng Dũng. Giờ điều mà tôi mong mỏi nhất là Hùng Dũng sớm bình phục. Chứ đối với tôi lúc này, mọi người có chửi bới gì, phạt tôi thế nào cũng được. Ở phút 28 trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC, Hoàng Thịnh có pha vào bóng khiến Hùng Dũng bên phía đội bóng thủ đô bị gãy chân. Ngay sau đó, Hoàng Thịnh hốt hoảng giữ chân cho Hùng Dũng. Anh chạy thẳng vào xe cấp cứu của Hùng Dũng và gửi lời xin lỗi. Hoàng Thịnh đã đến bệnh viện sau trận đấu để hỏi xem tình hình của Hùng Dũng. Anh cho biết mình cũng sẽ lại vào viện một lần nữa sau khi ca phẫu thuật của Hùng Dũng hoàn thành. Với pha bóng này, Hoàng Thịnh đã trở thành mục tiêu tấn công của cư dân mạng. Anh đã phải khóa tài khoản Facebook cá nhân. Hùng Dũng bị gãy xương chày và xương mác. Vợ của cầu thủ này lập tức lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh để chăm sóc chồng. Được biết, Đỗ Hùng Dũng sinh ra và lớn lên tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Năm lên 9 tuổi, Hùng Dũng sớm bộc lộ năng khiếu chơi bóng nhưng anh bị bố nhiều lần phản đối theo nghiệp cầu thủ. Tuy vậy nhưng mong muốn thành cầu thủ của Hùng Dũng được mẹ ủng hộ. Sau bao nhiêu nỗ lực, anh được sự đồng ý của cả gia đình gia nhập lớp năng khiếu của Hà Nội. Cùng Hà Nội FC, Hùng Dũng giành siêu cúp quốc gia trong năm 2020. Đầu năm 2021, đội bóng thủ đô tiếp tục giành siêu cúp quốc gia lần thứ 3 liên tiếp. Thế nhưng, với Hùng Dũng, đó vẫn chưa phải thành công. Đặc biệt với cá nhân anh sau khi giành quả bóng vàng 2019,